Sáng nay 22 tháng 10 tại Bộ Quốc phòng đã diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ lần này nhận nhiệm vụ tại các vị trí là quan sát viên quân sự và sĩ quan tham mưu phân tích thông tin tình báo. Đây đều là các đồng chí có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt, có 2 đồng chí trước đó đã lên đường làm nhiệm vụ và đây là nhiệm kỳ thứ 2. Trước khi nhận nhiệm vụ, các sĩ quan đã trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai với nhiều kỹ năng cũng như tập huấn kiến thức về phòng chống các dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19. Trao quyết định của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc nhở các sĩ quan làm tốt công việc của mình, phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Cục Gìn giữ Hòa bình và Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội.